Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 3.800 người là nạn nhân da cam, trong đó 1.200 người trực tiếp tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học, 600 người là thế hệ thứ hai bị phơi nhiễm, còn lại trên 2.000 người là dân thường. Đa số nạn nhân chất độc da cam có gia cảnh khó khăn. Với mục tiêu tất cả vì nạn nhân da cam, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn tích cực phát huy vai trò cầu nối, gắn kết những tấm lòng cả trong và ngoài tỉnh, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, qua đó lan tỏa truyền thống tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ủng hộ trên 81 tỷ đồng để trao tặng hơn 120.000 suất quà, trợ giúp định kỳ 200 trẻ em là nạn nhân da cam khuyết tật, hỗ trợ sinh kế cho 115 gia đình nạn nhân da cam người khuyết tật. Riêng năm 2023, tỉnh hội tiếp nhận tài trợ của các doanh nghiệp nhà hảo tâm với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. Nhân ngày quốc tế người khuyết tật 3 tháng 12 năm nay, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức trao tiền trợ cấp cho 200 người là nạn nhân da cam người khuyết tật trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 200 triệu đồng do công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tài trợ. Tặng quà của mấy chú mấy bác lì xì rất là vui, cảm ơn. Hôm nay là ngày khuyết tật, tôi có nhận phần quà này để ưu ái cho gia đình khó khăn chúng tôi. Tôi thành thật biết ơn các nhà mạnh thường quân. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh thời gian qua luôn tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể của tỉnh, vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ủng hộ xây dựng quỹ vì nạn nhân chất độc da cam thông qua nhiều hình thức. Đồng hành cùng với cái Hội nạn nhân chất độc da cam thì từ lâu, thì hàng năm thì chúng tôi cùng với Hội nạn nhân chất độc da cam để tổ chức những cái cam mổ tim, mổ hàm ếch để giúp cho những cái người nghèo được mổ tim và mổ hàm ếch. Thì trong cái khả năng của mình, thì chúng tôi cũng đã đóng góp mỗi năm từ 50 đến 100 triệu để cùng với Hội nạn nhân chất độc da cam để thực hiện những cái việc nhân đạo này. Sẽ và sẽ làm những cái chương trình này cùng đồng hành với cái chương trình chất độc màu da cam này để lan tỏa yêu thương cho đến cái gia đình chất độc màu da cam trên địa bàn tỉnh. Sẽ đề xuất với mặt trận tiếp tục vận động cho cái quỹ chất độc da cam để làm một cái nhiệm vụ tiếp theo là giải quyết vấn đề đời sống, vấn đề trị bệnh và một số chương trình lớn khác để cho những cái người yếu thế, nhất là hai cái hậu này đó, nó tiếp tục nó vươn lên để mà hòa nhập cộng đồng và xây dựng cái kinh tế khá lên. Chăm lo sức khỏe, vật chất, tinh thần, từng bước phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam là hành trình dài lâu. Vì vậy, rất cần sự chung sức bền bỉ của cả cộng đồng xã hội. Và các cấp hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn là cầu nối để cùng chiến dựng tấm lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau đớn, thiệt thòi mang tên da cam.